Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 14 tháng 9 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngũ hành tam hợp nâng đỡ người tuổi Tý, giúp bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới mẻ để giải quyết công việc, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ giúp mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Không nên để khúc mắc trong lòng, khiến quan hệ ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Công việc đang tiến hành phải bị tạm dừng do có vấn đề khác nảy sinh, hoặc có tin, có người đến khiến phải tạm ngưng. Ngày của sự đáo hạn, kết thúc. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự thay đổi, hoặc đã là lúc mọi chuyện đến hồi kết thúc, việc làm đã xong, thấy được kết quả. Có khách đến hoặc nhà có tiệc, có người đi xa, có lộc nhỏ, có tin về sức khỏe, tình cảm, hôn sự, của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Không nên có sự hấp tấp, vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng nên cẩn trọng. Uy tín của mình là điều trên hết. Có tin không tốt về công danh, việc làm, nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị. Công việc dù có khó khăn, hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, ngày có đám tiệc, có lộc ăn, có tin xa về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên có sự vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Sửu. Thiên quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi Sửu. Bạn có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu. Khi giao tiếp với cấp trên, bạn cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao giờ có gì nói nấy cũng là hay. Bạn cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu. Thổ khắc thủy. Con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên an phận thủ thường. Việc như thế nào thì làm như thế ấy. Không nên hấp tấp vội vã dù hoàn cảnh ở trong sự thúc bách hoặc khó giải quyết. Nếu có sự hiểu lầm về việc làm cũng như về tình cảm cũng không nên phân trần. Hãy để mọi việc tự nhiên. Chậm về tin tức, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mít lòng phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về lợi lộc, ngày có tin hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích, có tài lộc, nhưng dễ hao về đám tiệc, giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác,
Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến. Sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy, không nên cưỡng cầu, tranh cãi, hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng. Không nên tin vào sự giao hẹn, đính ước, có trở ngại, rời hẹn, sai hẹn. Có lộc định kỳ, hao tài về giao thiệp, sức khỏe không tốt, có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi chuyện về việc làm, công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác, có người đến đem tin buồn hoặc tin mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Dần. Ngày ngày có thương quan xuất hiện, đây là dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi, nếu không dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Hãy là con giáp sống có kế hoạch nếu như bạn muốn thành công. Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Trước khi than thân trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân, xem mình có phải chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hay không. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện những kế hoạch cho phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi chỉ đem đến phiền muộn. Để phòng tin thất thiệt, thị phi, mọi sự quan hệ, giao dịch nên thẳng thắn, chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại. Nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ. Ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng, chỉ nên lắng nghe và tham khảo. Nên đắn đo trong việc cầu hôn, hợp tác, hẹn ước. Có người khác nhúng tay vào, hạp các nghề kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện, công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới, có tin xa, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Sự việc đã đến hồi kết thúc, hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên tranh cãi, đôi co, tranh giành, mọi việc đã được định sẵn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho có sự bỏ dở, chậm chạp, nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Mão. Cục diện mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mong muốn. Tuy nhiên, chính bạn cũng không nên đè nặng áp lực lên con cái. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Bạn không nên quá cứng nhắc. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mùng 8 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, MU bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Mọi việc trắc trở trước, yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tang thương. Sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu, không vui, hoặc có người đi xa. Có tin tức ở xa, nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý. Nội bộ gia đình,
công sở không nên tranh cãi. Tài lộc trung bình, ngày có sự bận rộn về bếp núc, lùng cùng trong nội bộ. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Ngày hao tài về tiệc vui. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt, có sự chờ đợi lâu lắc, hoặc có tin không tốt về sức khỏe, đi lại, di chuyển của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Thìn. Ngày thứ ba này, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, kẻ tiểu nhân thường tìm cách hãm hại người tuổi Thìn, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn không nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù đối tượng giao tiếp là ai đi chăng nữa. Đừng để những lời nói hớ trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến mình rơi vào rắc rối lớn hơn nữa. Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn đặt nặng chuyện quá khứ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết, cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội. Và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi, có quý nhân giúp đỡ, hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt. Chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc, sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn, giao ước. Chớ để ràng buộc vì lời nói, dễ bị hiểu lầm, hàm oan. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Cần phải tranh đấu, bôn ba, cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm bất an. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi, có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Có chuyện trái ý, sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bực mình. Có tin buồn về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Hãy mạnh dạn tiến hành, hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dù có gặp khó khăn, cản trở. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi, có tin buồn. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà nhỏ. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày có chính tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc.
Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau vì thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Không nên nản chí khi gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc, cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Để phòng có người dòm ngó mình, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Không nên dính líu đến chuyện người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Để phòng có người kích bác, hoặc nói xấu mình, có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc, nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Việc mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng cũng không có sự thiệt hại gì. Có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng, công danh của người thân. Không nên có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi về công việc, nhưng cũng có việc bị bỏ dở, gián đoạn, hoặc có sự sửa chữa, mua sắm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Để phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình, có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ ba này cho thấy, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, bất kể đúng sai. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình. Bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm. Hỏa sinh thổ, quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng, nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu. Không nên hứa hẹn gì lâu dài, tránh thị phi, tranh cãi, dễ bị trách oán, hiểu lầm. Nói chung mưu cầu chuyện tình cảm, lương duyên thì không nên. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý, hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc, rắc rối. Tài lộc không tốt, dễ hao tốn về sửa chữa, tu bổ, trả nợ. Có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn, thân nhân có liên quan đến mình. Nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt, có tin tức ở xa, tài lộc dễ hao, có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến,
tránh bàn chuyện người khác, hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc. Làm việc gì cũng có sự bận rộn, phiền nhiễu ngay lúc ban đầu. Đề phòng có sự hư hại, rủi ro hoặc kết quả đến chậm. Ngày có sự gặp gỡ, hò hẹn, hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mùi. Trong ngày này phạm cục diện ngũ hành tương hình như hôm nay, người tuổi Mùi quá mức tự tin thành ra chủ quan ở mọi việc. Bản mệnh thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có ý tốt với mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Dù sự việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành, giải quyết. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu, hoặc người mình cần gặp còn chậm, chưa đến. Nhà có đám tiệc hoặc có khách đến. Tài lộc tốt, việc đến rất nhanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc. Tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro, mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc, hoặc bàn thảo, tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc, trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi Thân. Cục diện ngũ hành thổ sinh kim, người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Ngày Tân Sửu này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước. Ngày khởi đầu mọi sự. Nếu công việc. Vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình. Có tin tốt về tài lộc, hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tin tức ở xa hoặc có khách đến đem chuyện vui về tình cảm. Cần cẩn trọng những người không hẹn mà gặp, hoặc đã quen biết từ lâu chỉ vì lời qua tiếng lại mà gây bất hòa, tranh chấp. Nếu có sự hẹn hò đính ước từ trước không thành thì nay có kết quả. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thân. Thuộc mệnh Thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay.
Mọi việc chưa đến lúc kết thúc, đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn, không nên e dè thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo mới có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc, đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, người tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người nhờ có vốn hiểu biết phong phú. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Trong ngày có thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp, có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dò mó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột, cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài, nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết, ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vội. Tin tức chậm chạp hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tuất. Vận trình ngày thứ ba này gặp cục diện ngũ hành Sửu Tuất tương hình, khiến người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người nghe vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, sức nhiều người có thể khiến rắc rối lớn hóa nhỏ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần, có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự hao tốn, hoặc mệt nhọc vì cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân về các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Có tin tức ở xa, ngày của sự đáo hạn của công việc, tiền bạc, tình cảm. Đã đến lúc cần phải có sự kết thúc về mọi việc không nên dây dưa. Nếu mọi dự tính chờ đợi đã lâu, thì nên tiến hành. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc, nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng.
Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên. Việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Hãy mạnh dạn tiến hành công việc nếu đã có tính toán, không nên e ngại sự hao tốn. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả. Mọi việc có liên quan đến giao thiệp, tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên, việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi Hợi. Ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng, kiếp tài tác động, người tuổi Hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình. Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần được giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang đinh ninh lại chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với người ấy chứ đừng vội phán xét. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng, dù có quyết định tiến lên cũng gặp sự cản trở vấp váp, nhưng cũng không nên bỏ dở, nên chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng, ngày thuận lợi cho sự tu bổ, dọn dẹp, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn. Có chuyện gặp rủi ro thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân, bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ, hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp, bè bạn, người thân. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa. Tài lộc vào ra thất thường, tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.